Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu, huyện, thành phố trong tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh. Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể. Khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị việc học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 phải làm rõ được những nội dung cơ bản, cốt lõi, nhất là phân tích đánh giá rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ 2015-2020. Những bài học kinh nghiệm, cơ hội riêng có, mục tiêu khát vọng của Vĩnh Phúc và định hướng, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết phải đề ra được những công việc, giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các đại biểu ở các điểm cầu nghiêm túc lắng nghe để nắm rõ những nội dung của nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhất là những điểm mới, những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tiếp đó, hội nghị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành trực tiếp quán triệt, truyền đạt các nội dung của nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Tam Đảo vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn. Tại hội nghị, đã có 14 ý kiến kiến nghị phản ánh đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm giải quyết thuộc các nhóm vấn đề như việc giao đất rừng ở núi ngang Bồ Lý, dự án khu công nghiệp Tam Dương 2, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với những diện tích khó canh tác, công tác vệ sinh môi trường đô thị ở khu vực công viên thị trấn Tam Đảo, hệ thống kênh mương thủy lợi bị xuống cấp, việc thanh quyết toán đối với những công trình xây rãnh thoát nước thải ở khu dân cư, kế hoạch sử dụng đất của dự án Bệnh viện Châu Vũ, việc thực hiện quy hoạch xây dựng ở khu vực tổ dân phố Đồng Thõng, thị trấn Đại Đình còn chậm. Lãnh đạo huyện Tam Đảo đã tiếp thu các ý kiến góp ý chân thành, thẳng thắn và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện nhân dân đối với sự phát triển chung của huyện, đồng thời trực tiếp giải đáp các ý kiến kiến nghị của nhân dân. Lãnh đạo huyện Tam Đảo mong muốn nhân dân các dân tộc chia sẻ những vấn đề còn khó khăn, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, xây dựng huyện Tam Đảo trở thành trung tâm du lịch dịch vụ của tỉnh, điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cộng tác viên, hướng dẫn viên và cán bộ phụ trách thể dục thể thao. Tại buổi tập huấn, các học viên được phổ biến trang bị các kiến thức về những điểm mới của luật thể dục thể thao sửa đổi bổ sung tại Nghị định 29 năm 2019, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch theo quyết định số 194, quy định xử phạt vi phạm các quy định về kinh doanh hoạt động thể dục thể thao, luật và phương pháp trọng tài môn bóng đá, bóng chuyền hơi, bóng chuyền da. Hướng dẫn số 2539 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thể dục thể thao trong các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, các cán bộ công chức viên chức phụ trách công tác thể dục thể thao sẽ có thêm những kiến thức cần thiết để vận dụng vào thực tế quá trình tham mưu, thực thi nhiệm vụ trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tạo không khí phấn khởi để nhân dân đón Tết bước vào năm mới với khí thế mới, thành phố Vĩnh Yên đã triển khai chỉnh trang đô thị, trang trí đèn hoa tại các tuyến đường, vườn hoa, công viên và chuẩn bị các hoạt động chuẩn bị đón năm mới. Tại các tuyến phố chính đều được trang hoàng bằng các chậu hoa, cây cảnh, tường rào,
hành lang tại các cơ quan hành chính cũng được sơn sửa lại. Hệ thống đèn trang trí với nhiều màu sắc ở các trục chính khiến cho đường phố trở nên rực rỡ, lung linh hơn thường ngày. Khu vực quảng trường Hồ Chí Minh tỉnh, một trong những điểm check-in phổ biến của nhiều người dân thành phố, trở nên lung linh hơn bởi một cây thông khổng lồ đã thu đông đảo người dân đến vãn cảnh, thưởng thức không khí Noel và đón năm mới Tân Sửu 2021. Hôm nay đến để xem không khí Noel ở quảng trường Vĩnh Yên đấy ạ. Và cảm thấy là không khí Noel đã tràn về một cách rất là vui vẻ, tràn ngập. Không khí rất là vui và thời tiết rất là ủng hộ. Chúc mọi người đón một Noel thật là vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình và người thân. Với vị trí là địa bàn trung tâm của tỉnh, việc chỉnh trang đô thị của thành phố Vĩnh Yên đã góp phần rất lớn vào mục tiêu xanh sạch đẹp, đảm bảo mỹ quan đô thị thường xuyên. Và đặc biệt là được trang hoàng ngày lễ Giáng sinh đón chào năm mới 2021 trong không khí vui tươi, lành mạnh. Các tuyến phố đi bộ ở những đô thị lớn đã trở thành điểm nhấn thu hút người dân và du khách, góp phần lan tỏa nếp sống văn minh đô thị. Sau khi triển khai thí điểm một số tuyến phố đi bộ khu vực phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên có kế hoạch thí điểm mở thêm các tuyến phố đi bộ tại khu vực quảng trường Hồ Chí Minh tỉnh. Đây là một trong những địa điểm trung tâm của đô thị Vĩnh Yên. Theo kế hoạch, thành phố Vĩnh Yên sẽ tổ chức các tuyến phố đi bộ kết hợp với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và dịch vụ thương mại tại khu vực quảng trường Hồ Chí Minh tỉnh, trên các tuyến phố Hai Bà Trưng, đoạn từ đường giao Tôn Đức Thắng đến ngã năm nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, từ đường Văn Cao giao với đường Tôn Đức Thắng đến đường Mê Linh và các tuyến phố trước khu vực sân trước nhà hát tỉnh và khu vực hồ quảng trường. Tuyến phố đi bộ sẽ tổ chức thí điểm hoạt động vào tối thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 năm 2020. Thời gian hoạt động từ 19 giờ đến 23 giờ. Các tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố sẽ trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn du khách và nhân dân và là điểm nhấn văn hóa của thành phố trong dịp Tết đến xuân về.